xíu, cứ bự bên này nè bự. Cá tu nè hả? Là cá thu phải không? Biết. Tu nè là cá thu. Cái gì thì thế thầy biết. Kho đẹp quá ha. Ngày mai đẹp. Wow, nè gấp lên thử coi. Cứ bự lắm á. Cái này là phi lê của nó nạc á. Này nạc không? Nạc miếng xương nè. Gấp lên thẳng lên luôn. Thẳng lên luôn hả? Nè bự không? Thấy giống cái cục phi lê heo, à, bò vậy đó. Vẽ thử ra nghe. Nó vẽ theo sớ. Vẽ vậy hay bé ăn. Đó đúng rồi. Trời ơi. Đây tỏi ớt để sẵn đây. Nè. Pha thử nha. Đúng rồi đó. Đó, nước. Lấy một miếng nước ha. Đó. Này là gì đây? Cái tỏi và ớt thôi. Đó. Nhâm mì. Nữa. Làm đi. Anh ăn nhâm để cá thôi, nên chọn miếng nào? Lấy luôn cái cục mới sáng này đó qua. Cà chua dầm dầm á nè, cho nó cay cay. Khóm nữa, hồi nãy em chưa múc cờ đây nè. Đã không? Cái này đang là khóm tươi đó, bầm vô mới ngon. Khứa ra luôn nha. Đó, chan cái nước này nó cay cay không được, phải lấy muỗng khác.